Xin chào tất cả anh chị đang theo dõi chương trình ôn tập trình độ sơ cấp 2. Xen lẫn với những cái bài chúng ta đã soạn để tập đọc và cũng như là để mà tập nói, tập nghe đó, thì tôi soạn một số những cái bài để tập đặt câu, tức là để tập viết. Chúng ta biết là trong tiếng Pháp có một số các cái động từ đòi hỏi phải đi với giới từ. Và để học những cái động từ này thì thực sự không khó khăn lắm, không đòi hỏi phải suy nghĩ, phải tính toán, phải suy luận. Nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải học thuộc lòng để có thể sử dụng một cách tự động. Học cái động từ này thì không ai để ra một cái khoảng thời gian liên tục để học từ bài 1, từ động từ thứ nhất cho tới cuối. Nó có khoảng hơn 200, khoảng gần 300 động từ như vậy. Nhưng chúng ta phải học rải ra, học từ từ, học từng động từ một. Và khi học động từ này thì chúng ta phải đặt chúng vào trong một cái câu để có thể sử dụng, có thể áp dụng. Và trong cái bài đầu tiên này, tôi xin giúp các anh chị học một cái động từ chia khá dễ, sử dụng khá dễ, khá đơn giản và lại rất hay dùng. Đó là động từ giúp đỡ, SD. Đây là một động từ nhóm 1, nhóm 1. Tôi sẽ chia lại ở temps présent, temps passé composé và futur simple để cho các anh chị nào có nhu cầu ôn lại thì chúng ta nhìn vào đây. Temps présent hiện tại, de l'indicatif, j'êtes, tu es, il est, nous aidons, vous aidez, ils aident. Temps passé composé, quá khứ kép, j'ai aidé, tu as aidé, il a aidé, nous avons aidé, vous avez aidé, ils ont aidé. Thì chưa thì tương lai, futur simple, j'aiderai, tu aideras, il aidera, nous aiderons, vous aiderez, ils aideront. Khi chúng ta học ở các cái phần đầu ấy, thì người ta giúp cho mình phát âm như thế này, lấy cái động từ nguyên thể SD rồi ghép với cái bộ đuôi là AIASAONSEZONT, và chúng ta lấy bộ đuôi là SD thì chúng ta phát âm là j'aiderai, tu aideras, il aidera, nous aiderons, vous aiderez, ils aideront. Nhưng mà chúng ta thấy đây là một cái âm tiết chứa đựng ký tự ơ và nó nằm giữa hai âm tiết khác, thì người ta lược nó đi, người ta đọc rất là nhanh và gần như là không thấy nữa. Do đó phát âm nhanh là j'aiderai, tu aideras, il aidera, nous aiderons, vous aiderez, ils aideront. J'aiderons mà đọc nhanh nữa, j'aiderons. Đó là chúng ta vừa ôn lại cái cách chia của động từ aller ở ba thì hiện tại présent, quá khứ passé composé và tương lai futur simple. Động từ aller là một ngoại động từ, một bác vào VT. Thì chúng ta có cái cấu trúc đầu tiên là giúp ai hay là giúp cái gì, aider quelqu'un hoặc là aider quelque chose. Như vậy chúng ta thấy cái đối tượng này nó là trực tiếp này, bởi vì nó đi sát với động từ. Giúp ai thì cái người đó, cái vị trí nó đi sát với động từ. Giúp cái gì thì cái vị trí của cái đối tượng này đi sát với động từ. Người ta gọi đây là đối tượng trực tiếp, COD, complément d'objet direct. Và làm những cái câu này thì hoàn toàn không có gì mà khó khăn hết. Chúng ta phải giúp đỡ những người già và những người khuyết tật. Giúp đỡ những người già, les personnes âgées, những người khuyết tật, les handicapés. Như vậy đây là những cái đối tượng trực tiếp, những cái COD, và nó đứng sát với động từ phải, info, phải giúp đỡ. Cái này, cái câu này phát biểu cho mọi người nói chung, mọi người đều phải giúp đỡ những người cao tuổi và những người khuyết tật. Il faut aider les personnes âgées et les handicapés. Personnes âgées là những cái người có tuổi, âgé là cao tuổi. Paul là một học sinh giỏi, một học sinh tốt. Anh ta luôn luôn, toujours là luôn luôn giúp đỡ ai, giúp đỡ các cái bạn cùng lớp. Như vậy các bạn cùng lớp, ses camarades de classe, là đối tượng trực tiếp của động từ SD. Giúp là giúp cái này, mặc dù nó đi qua cái một cái từ khác, mà cái từ này không liên quan tới cấu trúc. Giúp là giúp cái này, chứ không phải là giúp, không cần phải một cái giới từ. Chúng ta nên nhớ, trực tiếp là khi nó đứng sát với động từ, gián tiếp là khi nó cách với động từ bằng một giới từ. Đây không phải là một giới từ. Do đó chúng ta vẫn coi như đây là một cái đối tượng trực tiếp, vẫn coi như đây là một cái COD. Chỉ coi là gián tiếp khi giữa động từ và đối tượng nó có một giới từ, chẳng hạn như là A chẳng hạn. Paul est un bon élève. Il aide toujours ses camarades de classe. Paul là một học sinh tốt. Anh ta luôn luôn giúp đỡ
các bạn học của mình, của anh ta. Tổ chức này giúp đỡ các trẻ em của các dân tộc ít người. Tôi xin các anh chị học những cái chữ này, mình hay thấy ở trong thời sự. Chúng ta cũng thấy hay thấy cái chữ này mà đôi khi chúng ta dùng sai này. Ethni là một dân tộc. Mỗi thường thường các quốc gia có nhiều dân tộc khác nhau. Nước Việt Nam chúng ta cũng có nhiều dân tộc, và dân tộc đầu tiên là Kinh, rồi tới các dân tộc thiểu số, dân tộc Kinh chiếm đa số. Các dân tộc khác có cái số lượng ít, người ta gọi là các cái sắc tộc thiểu số. Thực ra khi chúng ta nói trong tiếng Việt là người dân tộc, đi lên vùng này để giúp đỡ các người dân tộc, thực sự ra cái chữ đó chúng ta tạm hiểu và mọi người đều chấp nhận, nhưng mà nó không có chuẩn. Người Kinh cũng là dân tộc, tất cả đều là ethni hết, nhưng mà có ethni số đông, có ethni số ít, minorite, các sắc tộc thiểu số. Vậy chúng ta nếu mà dùng tiếng Pháp phải dùng thêm cái chữ này. Nếu chúng ta dùng ngừng ở đây như tiếng Việt Nam chúng ta đó, các người sắc tộc, các người dân tộc, chúng ta bỏ cái chữ này đi thì là không ai hiểu gì hết. Bởi vì ethni là một cái chữ nói chung cho tất cả mọi sắc tộc, kể cả người Kinh. Cái tổ chức này giúp các trẻ em của các sắc tộc thiểu số. Cette association aide les enfants des ethnies minoritaires. Aide les enfants des ethnies minoritaires. Như vậy các anh chị thấy, les enfants des ethnies minoritaires, đó là đối tượng của cái việc giúp. Giúp ai? Giúp là cái giúp cái này, giúp trẻ em của các người này. Như vậy đây là COD, và chúng ta thấy như vậy là xây dựng câu rất là chuẩn. Giúp ai hay giúp cái gì? Tôi sẽ giúp ba tôi, bởi vì ba tôi không thể trèo cao được. Chúng ta đang sửa nhà hay là lấy một cái gì trên cao vậy, ba mình không thể lên cầu thang cao, thì tôi sẽ giúp. Je vais aider mon père car il ne peut pas monter en haut. Giúp ai? Giúp ba tôi. Như vậy tôi để các cái mũi tên như vậy, các anh chị thấy cái động từ SD nó phải có đối tượng, hoặc là người, hoặc là đồ vật. Đây là cái mũi tên nó đi qua cái đối tượng, mũi tên đi qua cái đối tượng. Và đây là người ta gọi là COD. Và chúng ta vừa với xong một cái phần rất là đơn giản của động từ SD, giúp ai hay giúp cái gì. Chúng ta đi qua cái phần thứ hai, đó là trọng tâm của cái bài tôi muốn giúp các anh chị bây giờ. Động từ chúng ta vừa mới coi là động từ SD, nó có một cái đối tượng trực tiếp, giúp ai, giúp cái gì, chúng ta đã coi ở bên trên. Nhưng giúp ai làm cái gì, động từ làm là faire quelque chose, thì giữa cái việc giúp ai, đối tượng, và cái công việc người đó phải làm, chúng ta có một cái giới từ là giới từ à. Tại sao như vậy thì chúng ta không thể thắc mắc. Nó là cái cấu trúc động từ như vậy. Aider quelqu'un à faire quelque chose. Aider quelqu'un à faire quelque chose. Giúp ai? Đây là đối tượng trực tiếp. Làm cái gì? Thì chúng ta cần đưa vào một cái hoạt động gì? Thì chúng ta thay cho cái động từ faire. Đây chỉ là một cái công thức để phát biểu. Chúng ta thay vào cái vị trí của động từ faire. Tôi lấy ví dụ như thế này. Tôi sẽ giúp các em tôi ôn tập các bài toán. Tôi sẽ giúp các em tôi là đối tượng ôn tập. Thì chúng ta lấy động từ ôn tập, mình thay vào cái chỗ động từ faire. Tôi đã giúp người hàng xóm của tôi sửa cái cầu thang. Tôi đã giúp người hàng xóm làm cái gì? Sửa cầu thang. Thì chúng ta để cái động từ sửa vào cái chỗ động từ faire. Như vậy, aider quelqu'un à faire quelque chose chỉ là một cái công thức chung, một cái công thức tổng quát. Chúng ta coi câu ví dụ thứ nhất. Tôi sẽ giúp các em tôi ôn tập các bài toán của chúng. Tôi sẽ giúp là j'aiderai, giống như trên này, động từ thì futur. J'aiderai, giúp ai? Đối tượng trực tiếp. J'aiderai mes frères. Đây là đối tượng trực tiếp, nó đi sát với động từ. Làm cái gì thì phải có a đã, bởi vì bắt buộc phải có cái giới từ a. Rồi chúng ta đưa cái động từ mà chúng ta cần dùng, đó là động từ ôn tập trong câu này. Ôn tập là réviser. Ôn cái gì thì tùy, ôn các cái bài học về toán, ôn các cái bài học về lý, về môn gì đó. Leur leçon de maths. Như vậy chúng ta đã làm đúng cái công thức như thế này. J'aiderai là động từ SD, giúp ai? Quelqu'un à faire quelque chose. Đúng với cái công thức này. J'aiderai mes frères à réviser leur leçon de maths. Câu thứ hai, tôi đã giúp người hàng xóm của tôi sửa cái thang của ông ta. Cái thang để mà trèo lên trên tường, trên cây đó, gọi là échelle. Tôi đã giúp, thì chúng ta dùng cái động từ SD ở passé composé.
GSD. Giúp ai thì chúng ta để cái đối tượng đó trực tiếp. Tôi đã giúp người hàng xóm. GSD, mon voisin. Làm việc gì? Sửa là réparer. À, réparer. Chúng ta đừng có quên cái giấy từ à. Giúp ai làm cái gì? À, réparer. Và bắt đầu chúng ta đưa cái COD của cái động từ này, cái đối tượng sửa cái gì? Sửa máy móc, sửa xe đạp, sửa một cái gì đó. Réparer son échelle. Tôi làm một cái câu tương đối hoàn chỉnh để cho các anh chị thấy thực sự chúng ta chỉ nhớ này. Giúp ai làm cái gì? Có ba thành phần. Giúp ai làm cái gì? Nhưng mà nếu cái động từ làm này nó lại có một cái đối tượng thì chúng ta để ra phía đằng sau. Chẳng hạn như là on by, rồi bây giờ là sửa cái thang. Câu thứ ba, cái phần mềm. Cái phần mềm này đã giúp em tôi học tiếng Anh tốt hơn. Phần mềm này giúp em tôi học. Ce logiciel a aidé mon frère. Chúng ta thấy đây là COD, đối tượng trực tiếp, nó đi sát với động từ. Giúp em tôi làm cái gì? A mieux apprendre l'anglais. Như vậy vẫn đi vào đúng cái cấu trúc là aidé quelqu'un à faire quelque chose. Ce logiciel a aidé mon frère à mieux apprendre l'anglais. Sau đây là một cái câu ở trong thời sự báo chí. Tôi lấy ở trong báo vietnamplus.vn ra ngày 12 tháng 11 năm 2021, tức là cách đây đúng một tuần. Có cái tin như thế này: Việt Nam giúp nước Lào xây dựng trụ sở công an trong các ngôi làng, trong 10 ngôi làng, tôi xin lỗi, đây là 10 ngôi làng, trong 10 ngôi làng. Việt Nam giúp Lào xây dựng các trụ sở công an trong 10 ngôi làng. Thì các anh chị nếu mà biết được các cái chữ này thì tốt, nếu không chúng ta cũng để ý cái cấu trúc của câu. Việt Nam giúp, đây là đối tượng, làm cái này. Le Việt Nam est le Laos, nước Việt Nam giúp nước Lào. Giúp nước Lào làm cái gì? Chúng ta phải để dưới từ A. À, construire des sièges de la police dans 10 villages. Vẫn là cái cấu trúc aider quelqu'un à faire quelque chose. À, bây giờ các anh chị để ý cái câu ví dụ kế tiếp thì người ta không có nói tới chủ ngữ đi với động từ rồi làm tới đối tượng rồi làm cái gì. Người ta nói chung chung này: uống vitamin C giúp chống lại bệnh cúm mùa. Như vậy chúng ta thấy không có COD. Không phải là giúp em tôi, giúp nước Lào, giúp người hàng xóm, mà chỉ nói mà giúp một cách chung chung thôi. Nhưng mà vẫn phải có giới từ A, giúp chống lại. Như vậy chúng ta vẫn là theo cái công thức này. Giúp ai thì người ta không có nói, tức là giúp tất cả mọi người, người ta không có nói ra. Nhưng mà vẫn phải theo cái cấu trúc là SDA, giúp làm cái gì? Chống lại cúm mùa, tức là lutter contre. Uống vitamin, vitamin C đó. Prendre de la vitamin C. Uống thuốc thì chúng ta dùng động từ prendre. Prendre de la vitamine C est à lutter contre. Giúp chống lại, chiến đấu, chống lại, đây là chiến đấu. Chống lại contre la grippe saisonnière. Saison là mùa, saisonnière, các anh chị biết cái cúm mùa là cái cúm mà xuất hiện thường thường vào mùa thu. Ở các cái xứ lạnh tới cái mùa này thì tự nhiên cái con cúm này nó hoạt động trở lại và nhiều người bị nhiễm nó và bị cúm. Thì cái con cúm COVID thì cũng là một cái loại cúm, nhưng phải cúm mùa, cái loại cúm đặc biệt. Cúm mùa thì ở đâu cũng có, năm nào cũng có, rồi tới mùa nóng nó biến mất, nó ngủ, nó làm cái gì, nó hiện ở đâu, nó nấp ở đâu, rồi tới cái mùa lạnh, mùa thu nó lại xuất hiện, nó lại gây ra cái dịch cúm mùa. Prendre de la vitamine C aide à lutter contre la grippe saisonnière. Thì tôi vừa mới nói, cái động từ này, cái cấu trúc này nó không có giới từ, bởi vì người ta nói chung chung, giúp ai cũng được, ai uống vào thì nó sẽ giúp. Người ta không nói lên cái đối tượng, cái COD như thế này. Thế nhưng mà cái phần sau ấy, giúp làm cái gì vẫn phải có giới từ à. Sau đây là một số các cái câu hỏi, xin các anh chị dịch ra tiếng Pháp. Và trong các cái câu hỏi này, các cái câu mà cần dịch này, có cái động từ là động từ SD là giúp. Giúp thì phải có đối tượng, rồi làm cái gì? Để chúng ta thấy câu trong tiếng Việt nó rất là đơn sơ, rất là đơn giản. Hôm nay Pierre rảnh rang, anh ta giúp ba anh ta dọn dẹp nhà để xe. Nhà để xe nó bị bề bộn, bị lộn xộn, bây giờ xếp nó lại. Đó là động từ ranger. Thứ nào vào chỗ đó. Như vậy chúng ta thấy câu tiếng Việt Nam không có giới từ. Giúp ba anh ta dọn dẹp. Câu thứ hai, mỗi buổi chiều chị Isabel giúp mẹ chị ta tưới rau.
Mỗi buổi chiều, chị Isabel giúp cái đối tượng là mẹ cô ta làm cái công việc là tưới rau. Chúng ta cũng không thấy có cái giới từ. Nhưng mà như chúng ta vừa mới học, tất cả các cái động từ này mà chúng ta cần thêm vào đây, nó phải đi sau một cái giới từ. Anh tôi đã giúp bạn anh ta tìm ra một căn hộ để thuê. Giúp bạn anh ta là đối tượng tìm ra. Như vậy, trước cái động từ này phải có giới từ A. Người cảnh sát đã giúp bà cụ già đi qua đường. Như vậy là giúp bà cụ già làm cái gì? Đi ngang qua đường. Bà cụ già là une vieille dame. Đi qua đường là traverser la rue. Tại sao bạn không giúp em trai của bạn học tiếng Anh? Giúp em trai bạn học tiếng Anh, giúp ai? Giúp em trai làm cái gì? Học tiếng Anh. Như vậy chúng ta thấy nó vẫn giống như là cái công thức mà chúng ta vừa mới học. Câu số 6. Tôi rất muốn giúp các học viên của tôi học trực tuyến, nhưng tôi không có thi giờ. Chúng ta bỏ cái này đi, cái này làm cũng được, nhưng mà tôi muốn các anh chị làm này cho đơn giản hơn. Tôi rất muốn giúp các học viên của tôi, đây là COD, đây là đối tượng trực tiếp. Giúp làm cái gì? Học trực tuyến. Đây là cái cấu trúc động từ và câu cuối, họ đã giúp nhiều người tìm ra việc làm. Tìm ra là trouver. Họ đã giúp nhiều người, là động từ ở quá khứ, giúp nhiều người làm cái gì? Tìm ra một cái việc làm. Thưa các anh chị, xin các anh chị chịu khó làm, tập làm đi. Và trước khi coi cái phần giải đáp ở phía sau này, các anh chị chịu khó làm theo cái cấu trúc mà tôi hướng dẫn phần trước. Và một cái số từ thì tôi đã cung cấp cho các anh chị ở đây rồi. Sau đây là phần bài làm, chúng ta dịch những cái câu tiếng Việt ra những câu tiếng Pháp với cái cấu trúc động từ aider quelqu'un à faire quelque chose. Hôm nay Pierre rảnh, hôm nay là aujourd'hui, Pierre thì rảnh, aujourd'hui Pierre est libre. Chúng ta để ý phải có động từ thì nó mới ra một cái câu. Aujourd'hui Pierre est libre. Anh ta giúp ba anh ta. Il a aidé son père. Vậy đây là đối tượng trực tiếp giúp cái người này là ba của anh ta. Il a aidé son père. Giúp anh ta làm, giúp ba anh ta làm cái chuyện gì? Dọn dẹp cái nhà để xe. Nhà để xe là le garage. Dọn dẹp là ranger, tức là sắp xếp các cái đồ đạc, các cái đồ vật cho nó thứ tự trở lại. Ranger le garage. Như vậy giúp ba anh ta làm cái công việc này thì chúng ta chèn cái giới từ A vào giữa. Như vậy là nó đúng với công thức động từ. Aujourd'hui Pierre est libre. Il a aidé son père à ranger le garage. Thưa các anh chị, nếu chúng ta biết được tất cả các yếu tố này thì chúng ta làm được. Nhưng mà vấn đề thứ hai là chúng ta phải thuộc cái cấu trúc động từ. Chứ nếu mà đặt như cái câu tiếng Việt Nam thì chúng ta mất hẳn cái này. Và đây không phải là tiếng Pháp. Il a aidé son père à ranger le garage. Nhiều người vẫn nói như vậy thì người ta cũng ráng người ta hiểu, nhưng mà không đúng, không phải là một câu tiếng Pháp đúng. Chúng ta phải nhớ cái cấu trúc động từ aider quelqu'un à faire quelque chose. Câu thứ hai, mỗi buổi chiều Isabelle giúp mẹ cô ta tưới rau. Tưới là arroser. Chúng ta thấy đây vẫn là cái cấu trúc ở bên trên, giúp một người làm cái gì. Aider quelqu'un à faire quelque chose. Mỗi buổi chiều, chaque après-midi. Chaque là mỗi, après-midi là buổi chiều, trước khi trời tối hẳn gọi là buổi chiều. Isabelle aide sa mère. Isabelle giúp mẹ chị ta. Như vậy đây là COD, đây là đối tượng trực tiếp. Làm cái gì? À, arroser les légumes. Nhà chị này trồng nhiều rau thì giúp mẹ chị ta tưới cho nó nhanh. Câu số 3, anh tôi đã giúp bạn anh ấy tìm ra một căn hộ để thuê. Như vậy giúp bạn anh ấy làm cái công việc là tìm cho ra một căn hộ để thuê để ở. Mon frère a aidé son ami. Đây là chủ ngữ của động từ này, và động từ này có COD là người bạn. Giúp người bạn này làm cái gì? A trouver un appartement à louer. Chúng ta thấy ở trong câu số 3 này nó có hai giới từ A. Nhưng mà đây mới là giới từ của cấu trúc động từ đi với giới từ aider quelqu'un à faire quelque chose. Còn cái động từ này lại đi theo cái từ appartement, một căn hộ để mà thuê. Câu số 4, người cảnh sát đã giúp bà cụ già đi qua con đường,
đi băng ngang qua đường, chúng ta dùng động từ traverser. Động từ traverser, một bà cụ già, une vieille dame, une dame là một bà và già rồi, già nua, une vieille dame. Le ce policier, người cảnh sát này, ASD đã giúp, giúp ai, đối tượng trực tiếp, chúng ta để sát vào động từ ce policier, ASD, la vieille dame, a làm cái công việc này, a traverser la rue. Câu số 5, tại sao bạn không muốn giúp em trai của bạn học tiếng Anh? Bởi vì tôi rất là bận. Tại sao bạn không muốn giúp em trai bạn? Như vậy là COD, giúp em trai bạn làm cái gì? Học tiếng Anh. Như vậy chúng ta lấy cái động từ học này đưa xuống. Và trước động từ học này là phải có giới từ A, theo cái cấu trúc động từ của động từ SD. Tại sao bạn không muốn giúp em trai bạn? Pourquoi ne veux-tu pas aider ton frère? Động từ muốn là je veux, tu veux, bây giờ đổi thành cái câu nghi vấn, chúng ta đảo ngữ. Thực sự ra không cần đảo ngữ bởi vì đây là ngôi thứ hai số ít. Ngôi thứ hai số ít là chúng ta có thể dùng ở cái dạng informel, chúng ta không cần đảo ngữ. Chúng ta có thể nói như thế này: pourquoi tu ne veux pas aider ton frère? Giúp để làm cái gì? A, apprendre l'anglais. Tại sao không giúp em trai bạn học tiếng Anh? Như vậy động từ học là apprendre. Trước động từ apprendre chúng ta phải để dưới từ A. Bởi vì tôi rất bận. Parce que je suis très occupé. Câu số 6. Tôi rất muốn giúp các học viên của tôi học trực tuyến. Nhưng tôi không có giờ. Chúng ta để cái này tính sau bởi vì cái này nó không quan trọng. Đây là tôi rất muốn giúp các học viên của tôi. Đây là COD. Giúp những người này làm cái gì? Học trực tuyến. Như vậy trước cái động từ học trực tuyến, động từ học này phải có giới từ A. Je veux aider mes étudiants à apprendre à distance. Distance là khoảng cách, tức là học từ xa đó. Học trực tuyến, chúng ta gọi là học online. Thực sự là tiếng Pháp là học từ xa. Apprendre à distance. Hoặc là en ligne cũng được. Nhưng tôi không có thời giờ. Mais je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Je veux aider mes étudiants à apprendre à distance, mais je n'ai pas de temps. Và câu thứ 7, họ đã giúp nhiều người tìm ra việc làm. Họ là số nhiều, ils ont aidé, đã giúp nhiều người, beaucoup de personnes. Họ đã giúp nhiều cái đối tượng là nhiều người làm cái gì? Để tìm ra một cái việc làm, à trouver un emploi. Emploi là một cái công ăn việc làm, một cái job trong tiếng Anh. Ils ont aidé beaucoup de personnes à trouver un emploi. Như vậy tôi ôn lại cho những cái anh chị nào mà mới học lần đầu làm quen với cái cấu trúc này. Để chúng ta nhớ, đọc đi đọc lại, chúng ta nhớ là động từ aider quelqu'un à faire quelque chose. Chúng ta cứ đọc đi đọc lại mãi. Và khi chúng ta quen rồi, khi đi vào trong cái việc xây dựng câu á, thì chúng ta cũng phải nhớ cái giới từ này. Tôi xin đọc lại 7 câu này để cho các anh chị nghe cho nó quen. Các anh chị nhìn lên, liếc mắt nhìn qua tiếng Việt cũng được. Tôi đọc phần tiếng Pháp. Aujourd'hui Pierre est libre. Il a aidé son père à ranger le garage. À ranger le garage. Chaque après-midi, Isabelle aide sa mère à arroser les légumes. Isabelle aide sa mère à arroser les légumes. Mon frère a aidé son ami à trouver un appartement à louer. Cái chữ A này mới là quan trọng này. Chữ A này là đi theo cái phần của là thuê căn hộ. Mon frère a aidé son ami à trouver un appartement à louer. Ce policier a aidé la vieille dame à traverser la rue. Pourquoi ne veux-tu pas aider ton frère à apprendre l'anglais? Parce que je suis très occupé. Je veux aider mes étudiants à apprendre à distance, mais je n'ai pas de temps. Ils ont aidé beaucoup de personnes à trouver un emploi. Như vậy đối với các anh chị nào mà chưa từng làm quen với cái cách làm này, xin mời các anh chị ôn lại một chút như thế này là trước hết chúng ta ôn cái cách chia động từ. Đây động từ nhóm 1 thì không có chuyện gì lớn, chia thì hiện tại, quá khứ và tương lai. Và sau đó chúng ta biết đây là một động từ, ngoại động từ, đây là verb VT, thì chúng ta có cái cấu trúc là giúp ai, giúp cái gì. Giúp ai, giúp cái gì, đây là đối tượng trực tiếp. Và cái cấu trúc động từ đi với giới từ là
aider quelqu'un à faire quelque chose, aider quelqu'un à faire quelque chose. Và nếu các anh chị đọc đi đọc lại một số lần hoặc là coi lại các cái câu, ví dụ tôi ghi xuống dưới đây và các anh chị coi cái câu bài mẫu, bài tập chúng ta làm thì chắc chắn là các anh chị sẽ nhớ cái cấu trúc này. Và đối với một số người, đây là cấu trúc động từ đầu tiên để chúng ta học. Cấu trúc động từ đi với dưới từ etiquette à fair can, và sau này tôi sẽ còn giúp các anh chị nhiều cái động từ như thế nữa. Và ở đây tôi cũng, trước khi chấm dứt tôi cũng xin nói là một số các anh chị nào mà đã học qua cái này rồi đó, rồi vào coi lại cái câu này, những cái bài và những cái câu như thế này, thì xin đừng có thắc mắc tại sao tôi làm những câu đơn giản, tôi không đưa những cái câu mà có pronoun personnel vào, bởi vì tôi nghĩ là sơ cấp 2 là những cái bài mà tôi giúp chưa đề cập tới các cái pronoun đó, đưa vào thì các anh chị ở sơ cấp 2 có lẽ cũng sẽ thấy xa lạ. Và qua cái phần sơ cấp 3 tôi cũng trở lại cái cấu trúc này nhưng mà sẽ chèn các cái pronoun personnel vào thì câu nó sẽ khác đi một chút, phức tạp hơn. Xin cảm ơn và xin chào tất cả các anh chị.